Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Kênh Review. Sản phẩm này nhìn nó khá là xịn sò. Bây giờ Kênh sẽ đặt hàng về xem, rồi review xem coi nó thực tế như thế nào nhé. Đây, sản phẩm này Kênh đặt ở trên Tiki. Bây giờ Kênh sẽ bắt cận cảnh lại và khui hộp hàng cho các bạn xem là nó bên trong có cái gì nha. Sản phẩm này có giá 522.000 và có tên là bàn phím gấp gọn và Bluetooth nha. Thì bây giờ Kênh sẽ khui hộp hàng ra. Thực tế thì Kênh mua cái giá sản phẩm này có vẻ hơi cao đấy. Chỉ nữa Kênh sẽ cho các bạn một số cái link mà nó rẻ hơn. Đây, cái gì đây? Đây là, để cái mở ra coi. Cái này là một cái cáp sạc micro USB. Đây, wow, nhựa hơi nham bóng nha. Cầm đã tay lắm luôn á. Đây, lật ra nè. Bàn phím như một chiếc máy tính. À, bên này chứ nhỉ. Đây, đây có trên này á, nó có đèn là báo pin nè, đèn báo Bluetooth nè, chữ A này chắc là đèn báo viết hoa viết thường gì đây. Để Kênh thử coi, thử gõ coi. Wow, phải nói là gõ nó còn sướng hơn cả cái laptop hiện tại ở kia luôn á, rất là nảy luôn, không quá cứng. Đó, đằng sau này thì nó có một số cái giống như cái chân đế bằng cao su này để nó bám với mặt bàn này, và cái cao su này cũng có cái độ nảy luôn nha. Bây giờ Kênh sẽ kết nối nó thử với cái điện thoại coi. À, quên giới thiệu nhé, đây có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng toàn là tiếng Trung thôi. Đây nè, sao thăng các kiểu gì này, hướng dẫn cái bàn phím ở trên này, nó hướng dẫn mình kết nối này. Thực tế thì Kênh thấy nó cũng đơn giản thôi, cũng không có gì phải đáng chú trọng đâu. À, trên này này, ở trên cái đầu của cái bàn phím này á thì có ba cái nút này. Nút thứ nhất á, này on off này, nút sạc này, cái nút này để kết nối Bluetooth này. Và bây giờ Kênh sẽ dùng cái điện thoại ở trên kết nối nhé. Ok, bây giờ Kênh sẽ bật Bluetooth lên này. Đâu rồi ta? Cài đặt này, Bluetooth này, Bluetooth đang bật này. Giờ bật máy lên cái. À, máy bật rồi nè. Đó, tắt này, bật này. Mình phải giữ cái nút này nữa. Đó, bây giờ anh hiện ra thấy chưa? Bluetooth 3.0. Rồi, bây giờ Kênh kết nối vô nha. Rồi yêu cầu ghép đôi 4543. Giờ mình sẽ nhập trên đây. 4543. Enter. Đó, thấy chưa? Đã kết nối rồi nè. Rồi, bây giờ sử dụng thử coi. Ok, bây giờ Kênh đặt nó như thế này nha. Thực tế thì quay nó khó quá. Kênh để nó nằm xuống thì quay hơi bị khó. Các bạn chịu khó để Kênh có thể Kênh quay lại cái màn hình này nhé. Đây nè, khi mà Kênh kết nối vào thì nó có một cái giống như là con chuột đây nè. Thấy chưa? Đó, bây giờ Kênh vào thử tin nhắn nha. OTP My Viettel này. Đó, giờ Kênh nhắn tin nha. Thực tế thì khi mà các bạn đã kết nối được cái Bluetooth với cái điện thoại này rồi á, thì nó sẽ không có để các bạn bấm vào á, bấm vào để mà sử dụng cái bàn phím trên điện thoại nó không được đâu nha. Mình chỉ sử dụng trên cái bàn phím này được thôi. Đây, bây giờ Kênh bấm cái gì ra. Kênh review. Đó, cũng khá là nhạy nha, nhưng mà nó hơi gượng cho máy tính xíu, tại vì cái khoảng cách của nó mình xài trên máy tính nó quen rồi á, sang bên cái bàn phím này á, khoảng cách nó gần quá. Các bạn nhớ của mình nha. Ồ, nhạy lắm.
Đó, mình có thể bấm phím Caps Lock này để viết hoa này. Kênh đấy, bây giờ kênh sẽ di chuyển con chuột xuống xuống Chrome này. Thấy chưa? Em kênh đọc báo nhá. 24h.com. Rồi, enter nha. Đấy, thấy chưa? Lướt xuống coi. Lướt xuống. Đó, khá là xịn nha. Giờ mình up được một bài báo coi. Đây nè, để cho các bạn coi này, để mà mình lướt được cái bài báo này á. Lướt được trên từ trên xuống dưới á. Là lướt vậy nè. Đó, kẹp hai ngón tay này vậy nè. Đó. Thì nhịn thắt hơi sao này, thấy chưa? Đó, mình đọc vào mình lướt xuống. Các bạn thấy không? Cái con này á, cái bàn phím này gấp gọn này, nó chỉ to hơn cái điện thoại một chút xíu thôi. Và dung lượng của nó á, là 140mAh, khá là ít đúng không? Thực tế thì nó cũng chẳng có sử dụng gì nhiều. Nó chỉ có bắt Bluetooth và mình gọi phím cho nó kết nối thôi. Cái này nó không có đèn ở trên bàn phím nha. Và con này á, được giới thiệu là có thể khoảng cách bắt đến 10m. Tức là mình đặt cái bàn phím ở đây và cái điện thoại mình hoạt động cách đây 10m á. Và kia cũng thử rồi nha, nó bắt được đến 15m luôn. Vẫn có thể gọi chữ được, đi xa 15m rồi vẫn có thể gõ chữ được. Và cái bàn phím này thì thấy là các bạn nào thích giải trí hoặc là thích đổi mới cái phong cách gõ phím của mình á, thì các bạn cũng có thể mua được đấy. Thì thấy là khá là ổn, gõ khá là nhanh và nó bàn phím nó không có gì gọi là bị nghẹt hay là bị đồ trễ gì cả. Ok, và video của Kiên về cái bàn phím Bluetooth này đến đây cũng hết rồi. Các bạn cần Kiên review sản phẩm gì nhớ comment ở bên dưới luôn nha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh của Kiên, bật chuông thông báo luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.